Mày mua láo nhỉ? Mình không 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 mình định không nấu cơm cho mày á. Mày bận rồi. Hả? Anh nói anh tự đi nấu mà ăn. Em không nói. Mẹ mày với mày đã không đẻ được rồi, mày còn thích đi đâu? Đẻ không biết đẻ cho mày, mày bây giờ mày còn muốn còn định gì trang điểm mới đi đâu? À, hay mày thích đi không? Mày thích đi không? Mày bảo tao. Chả biết ai không biết đẻ đâu. À, mày thích đi không? À, mày đi mẹ phải đi. Anh mày đi đuổi luôn à? Đi. Không phải đuổi, cứ từ đi. Mày đi luôn cho tao. Mày đi luôn cho tao. Đi, mày cút ngay đi. Anh không phải đuổi. Đây, mày kiên loại, không biết đẻ. Cút đi. Có anh không biết đẻ đấy. Biết nhé. Chưa rồi bảo mày nấu cơm để ăn mà mày còn cãi cái gì hả? Anh nói anh tự đi mà nấu. Anh có chân có tay mà. Mày có tô son thôi phấn mày trang điểm mày đi đâu hả? Mày cút ngay đi. Đuổi đi thích rồi. Đi luôn đi. Loại không biết đẻ
Ha 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 ha